Xin chào các anh chị em, mình là Thủy, làm sinh trắc học dấu vân tay đây. Hôm nay ấy thì mình có làm cái video này để cũng giúp đỡ tất cả các anh chị em khi mà có rất là nhiều lăn tăn nhá, xoay quanh cái công việc là chúng ta làm sinh trắc học dấu vân tay, nhưng mà gặp phải những cái ca mà nó rất là củ chuối. Thích lắm rồi nhưng nói rằng là ôi trời ơi em nghèo lắm, em làm sao mà có đủ tiền để em làm một cái báo cáo này cho con em, và bây giờ em còn rất là nhiều thứ để có thể lo lắng, để có thể trang trải cuộc sống, ví dụ như là tiền học của con này, tiền học thêm của con này, tiền sữa của con này, đó lại còn chưa kể đến tiền ăn uống rồi sinh hoạt phí, nhiều lắm, nhiều nhiều vô cùng luôn. Thế thì Thủy cũng rất là thông cảm với những anh chị em mà đang gặp phải những tình trạng như thế. Bản thân Thủy thì khi mà chia sẻ thì họ khi mà nói đến giá làm sinh trắc học dấu vân tay đầy đủ ấy, thì họ thường là sẽ né tránh bởi những cái gọi là gì nhỉ? Từ chối bởi những lý do hết sức đáng yêu như thế. Thế thì anh chị em thử nghĩ xem là chúng ta với những trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện như thế nào để họ có thể là cảm thấy đây là một sự hết sức cần thiết. Càng nghèo chúng ta càng cần phải làm sinh trắc học dấu vân tay cho con, để có thể là thấu hiểu con nhiều hơn, để có thể tìm ra những giải pháp làm sao mà cho chúng ta bớt nghèo, đúng không? Và chúng ta chi tiêu, chúng ta nuôi dưỡng giáo dục con làm sao mà cho nó đúng hướng nhất. Bởi vì nói thật là chúng ta càng nghèo thì càng không có nhiều tiền để có thể là giàn trải rất nhiều thứ đối với con. Và càng nghèo thì chúng ta lại càng không không nên nhé, lê la ở những nơi ví dụ như là cho con đi học học thử tiếng Anh, cho con đi học thử đàn, cho con học thử vẽ, tất cả những trò thử như vậy. Thì nói thật là thử thì chúng ta sẽ không biết được con mình có tố chất thực sự hay không, bởi vì cái khoảng thời gian thử thì nó không đủ dài để khẳng định được em đứa bé đó nó được rèn trong một cái môi trường tốt hay không tốt, và nó có phát huy được hết tố chất của nó hay không, đúng không ạ? Cái thời gian thử đối với một buổi học tiếng Anh nó chỉ rơi khoảng 60 phút đến 90 phút, và người ta cũng chỉ cho mình thử là 1 đến 2 buổi là cùng. Thế thì 1 2 buổi đấy thì có phải là nó rất là mất thời gian để mà có cho con mình đến trải nghiệm. Thì gọi là trải nghiệm là ok, nhưng để mà khẳng định rằng là con nhà mình có thực sự là học được cái môn đấy không, đúng không? Hay là chỉ vì thích thích, hay chỉ vì bố mẹ thích thôi, thì đấy, cái điều đấy cũng làm cho bố mẹ mất rất là nhiều thời gian và công sức. Nếu như chúng ta thực sự là quan tâm đến con thì chúng ta hãy tập trung suy nghĩ và quan sát về những cái hành động mà lặp đi lặp lại của con, đúng không ạ? Và tôi dám khẳng định rằng là nếu như phụ huynh học sinh mà có những tư tưởng là mang con thử hết chỗ này đến chỗ khác ấy, thì tóm lại làm sinh trắc học dấu vân tay cũng chỉ để làm một phép thử, và cái việc như thế thì tốt nhất không nên đầu tư, đúng không ạ? Người ta làm sinh trắc học dấu vân tay là người ta đang thực sự là mong muốn tìm kiếm một cái gì đấy ở con, và thực sự là khát khao cái sự thành công nhanh đến với con, và để mà bố mẹ có những cái giải pháp tốt nhất dành cho con. Đó thì chúng ta mới nên nên tập trung để đầu tư một thứ gì khác. Thế còn cái tư tưởng mà chúng ta làm sinh trắc học dấu vân tay mà chúng ta nghèo đi ấy, bởi vì chúng ta đầu tư mấy triệu bạc để có thể tìm ra tố chất bẩm sinh, điểm yếu điểm mạnh, và tìm ra những cái để có thể hòa hợp đối với con được tốt nhất ấy, mà vẫn còn cân lên đặt xuống, đong đếm, đúng không, đo đếm, thì có lẽ là chúng ta cũng chỉ nên dừng ở cái việc gọi là giải thích cho phụ huynh học sinh là đã nghèo chúng ta càng cần phải đầu tư đúng và trúng hơn đối với con của mình, để chả nhẽ cuộc đời của mình hôm nay chúng ta cảm thấy thiếu tiền, đúng không ạ? Chúng ta còn phải vật lộn với cuộc sống nhiều, đúng không ạ? Và sau này chắc anh chị cũng mong muốn
Có lẽ anh chị cũng đang đang mong muốn là điều đó xảy ra đối với chính đứa con của mình hay sao, đúng không ạ? Và nói cái điều đấy thì không không có nghĩa là chúng ta đang 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 chê phụ huynh học sinh đâu, mà thực tế nhìn vào những người mà đang có tư duy như vậy ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng chỉ nên dừng ở cái việc đấy, còn cũng đợi thời gian để mà một thời gian nữa, có thể vài tháng sau, khi mà người ta cảm thấy thử chán đi rồi và người ta cảm thấy bế tắc và người ta cảm thấy là à đã đến một cái thời điểm rất là tốt để có thể nhìn nhận lại mình đã hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, người làm mẹ hay không, và mình đã thực sự là hiểu thấu để yêu thương con mình hay chưa, thì khi đấy biết đâu với những cái sự chia sẻ chân thành từ anh chị thì khiến người ta có thể là tự động tìm đến, đúng không ạ? Tìm đến để có thể sử dụng dịch vụ của mình. Đó. Còn khi mà Thủy đi làm thì với những trường hợp như thế thì Thủy luôn luôn lắng nghe và Thủy cũng chỉ nói rằng là đấy anh chị thử nghĩ mà xem, nếu như bằng cái việc chia sẻ hết sức chân thành của mình rồi mà họ vẫn để ngoài tai tất cả những điều mà mình nói thì có lẽ là chưa phải là đủ duyên để chúng ta có thể gặp nhau, để chúng ta có thể là chia sẻ về lợi ích của giá trị sinh ra ở dấu vân tay. Đó. Xin trân trọng cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe.